Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 353. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, ngày 20 tháng 2 năm 2006. Kính thưa chư vị đồng học, xin mời xem Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tam Bối Vãng Sanh Đệ Nhị Thập Tứ, tức phẩm thứ 24. Chúng tôi tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ từ bắt đầu giảng cho đến nay đã trải qua thời gian cũng khá dài, có khi giảng, có khi ngừng, cũng giảng được rất là tường tận. Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để giảng bộ kinh này. Lần này ở Học viện Thu Ông Ba, chúng tôi lại tiếp tục giảng bộ kinh này. Cho nên lần này chúng tôi bắt đầu giảng từ phẩm thứ 24, Tam Bối Vãng Sanh. Một phẩm kinh này rất quan trọng. Chúng ta đã biết bộ đại kinh của Tịnh Tông chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Đoạn kinh văn quan trọng nhất thì cổ đại đức thường nói trong phẩm thứ 6, tức là 48 nguyện của A Di Đà Phật. Cho nên trong Tịnh Tông đích đích thật thật là lấy 48 nguyện làm trung tâm. Ngoại trừ đoạn kinh văn này ra, kể đến đoạn kinh văn khác cũng rất là quan trọng, chính là phẩm thứ 24 và 25. Phẩm thứ 24 là Tam Bối Vãng Sanh, phẩm thứ 25 là Vãng Sanh Chánh Nhân. Hay nói cách khác, chúng ta phải làm thế nào trong đời này thật sự được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Phương pháp dụng công thì ngay ở trong hai đoạn kinh văn này. Cho nên cổ đại đức làm chú giải cho hai đoạn kinh văn này đặc biệt nhiều, đặc biệt tường tận. Hiếm có nhất là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã thu thập những chú giải của cổ đại đức, hội tập vào trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Đối với hàng hậu học chúng ta mà nói rất là tiện lợi. Bây giờ chúng ta xem đoạn kinh văn này. Đoạn kinh văn thứ nhất xem trong khoa phán ở trang 49, là tổng tiêu tam bối. Chúng ta xem đoạn kinh văn này. Phật cáo A Nan, thập phương thế giới chư thiên nhân dân kỳ hữu chí tâm nguyện sanh Bỉ Quốc, phàm hữu tam bối.
Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải trong đoạn kinh văn này vừa mở đầu thì nói phía trước một phẩm là nói mười phương Phật tán thán. Trong kinh A Di Đà thì nói sáu phương. Quý vị nên biết Đại sư La Thập phiên dịch Ngài dịch kinh A Di Đà là ý dịch, không phải trực dịch, cho nên rất thích hợp khẩu vị của người Trung Quốc. Thế nhưng Đại sư Huyền Trang phiên dịch kinh A Di Đà là trực dịch, cho nên bản dịch, trong bản dịch của Đại sư Huyền Trang là mười phương Phật. Đại sư La Thập chỉ dịch sáu phương, đã lược bỏ tứ duy, tức là lược bỏ bốn phương kế cạnh và thượng hạ. Đây là cổ đại đức dịch kinh thể lệ khác nhau. Tuy nhiên mười phương và sáu phương hình như trên hình thức thì có khác biệt, mà trên thực tế thì không có khác biệt. Trên thực tế mười phương tức là sáu phương, sáu phương tức là mười phương, cũng không có khác biệt. Mục đích chính là mười phương chư Phật khuyên dạy. Phật đã chứng đắc quả vị cứu cánh viên mãn. Ngài chỉ có một nguyện vọng là hy vọng tất cả chúng sanh cũng giống như Ngài vậy, chứng đắc quả vị cứu cánh viên mãn. Đây là tâm Phật. Tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật có nói rất rõ ràng. Vì sao hiện tại chúng ta biến thành chúng sanh phải chịu khổ như vậy, đáng thương như vậy? Cái nguyên nhân này, Đức Thế Tôn tại trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng. Nguyên nhân chính là tự mình đã mê mất tự tánh, không thể trách người khác. Phật tại trong phẩm xuất hiện có nói được rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Trí huệ là quan trọng nhất. Chúng ta biết Như Lai có trí huệ cứu cánh viên mãn. Phật nói tất cả chúng sanh ai ai cũng có. So với Phật không kém chút nào. Vì sao nay quý vị không có trí huệ? Vì đã mê mất tự tánh, thì trí huệ đã biến thành phiền não. Cho nên trong Đại Kinh thường nói phiền não tức Bồ Đề. Ý của câu này rất sâu. Nếu quý vị đã giác ngộ thì vô lượng vô biên phiền não biến thành trí huệ. Cho nên phiền não và trí huệ là một thể mà hai mặt. Quý vị mà biết chuyển, chuyển phàm thành thánh, chuyển mê thành ngộ, trong Phật Pháp rất chú trọng về khai ngộ. Những lời giáo huấn của bậc thánh nhân phương Đông đều chú trọng ngộ tánh, kể cả nhà nho cũng không ngoại lệ. Lúc chúng tôi còn nhỏ đi học, thường hay nghe các thầy giáo đang thảo luận, các thầy giáo đang nói chuyện, chúng tôi ở bên ngoài nghe được
có thầy nói đứa học sinh nào có ngộ tánh, đứa học sinh nào kém một chút. Lúc còn nhỏ nghe nói như vậy, do đây mới biết các thầy giáo trong trường học thường xem xét các học sinh, họ cũng chú trọng ngộ tánh. Cho nên khai ngộ rất quan trọng. Phải làm thế nào mới được khai ngộ? Vậy thì quý vị nhất định phải hiểu rõ tam học giới định huệ. Do giới được định, do định khai huệ. Cho nên nền giáo học phương Đông rất chú trọng tĩnh định. Trong nhà Nho có nói tri chỉ sau đó có định, định sau đó được tỉnh, tỉnh sau đó được an, an sau đó được lự, lự chính là trí huệ dần dần hiện tiền. Tỉnh sau đó được an, an tức là chúng ta nói tâm an. Không khai ngộ thì tâm làm sao an? Lự sau đó được đắc, đắc chính là chứng quả, là đắc đạo. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên tri chỉ chính là giới luật. Quý vị hãy xem trong giới luật nhà Phật có chỉ trì, có tác trì. Trước tiên tu chỉ trì. Chỉ trì thì như thập thiện nghiệp, ngũ giới, thập giới đều là thuộc về trí trì. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Chữ không này tức là trí trì. Tri chỉ sau đó có định thì tâm của quý vị mới có thể có định. Có định thì mới có huệ. Cho nên chữ thiền này phiên dịch thành Trung Văn dịch là tỉnh lự. Tỉnh tức là định. Trong định có lự, không phải cái định chết mà là cái định sống. Tại vì sao? Vì trong định có quán, có chiếu. Nhà Phật nói quán chiếu, nhà Nho thì nói lự. Chứ lự này tức là chánh tri chánh kiến, không phải tà tri tà kiến mà là chánh tri chánh kiến. Cho nên quý vị hãy xem trong sách Đại học của nhà Nho, bên trong cũng có nói tam học giới định huệ. Do đây mới biết quý vị không trì giới thì quý vị không được định. Quý vị không được định thì trí huệ của quý vị không thể hiện tiền. Quý vị có học nhiều đi nữa, có học giỏi đi nữa, cũng chẳng qua là ký vấn chi học. Nghĩa là quý vị nhớ được nhiều, học được nhiều nhưng không khai trí huệ. Trong nhà Nho có nói ký vấn chi học không đủ để làm thầy người. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Quý vị không làm được điều này. Tại vì sao? Vì không buông bỏ được những tạp khí. Cho nên trì giới là điều quan trọng nhất. Hiện nay nói đến trì giới là một chuyện thật là khó. Khó ở chỗ nào? Bởi vì những tạp khí đã nuôi thành, vả lại những tạp khí này rất sâu, không dễ gì buông bỏ được. Những tạp khí này đã làm chướng ngại
tâm định tự nhiên cũng chướng ngại khai huệ, định huệ đều bị chướng ngại. Nếu chúng ta muốn thành tựu cho mình, nhất là hy vọng chúng ta trong đời này được vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, thân cận A-di-đà Phật, nếu quý vị không y giáo tu hành thì quý vị là làm sao được vãng sanh? Cho nên ngày nay chúng ta không thể tự dối mình, không thể giấu giếm người khác, phải nói lời chân thật, bất luận là người tại gia hay xuất gia. Có thực hiện được thập thiện nghiệp đạo hay chưa? Chưa thực hiện được. Chưa thực hiện được thập thiện nghiệp đạo thì tam quy ngũ giới là giả. Tam quy là giác mà không mê. Hiện nay chúng ta là mê mà không giác. Chánh mà không tà, chúng ta là tà mà không chánh. Tịnh mà không nhiễm, chúng ta là nhiễm mà không tịnh. Đây là sự thật ở ngay trước mặt chúng ta, chúng ta phải thừa nhận. Biết lỗi thì phải sửa. Nếu không chịu thừa nhận thì suốt đời này của quý vị vĩnh viễn không có hy vọng cải hóa. Hay nói cách khác, vẫn còn tiếp tục tạo nghiệp luân hồi, chịu khổ chịu nạn. Cho nên phải biết giác ngộ. Muốn giác ngộ thì nhất định phải trì giới. Vì sao tu thập thiện khó như vậy? Vì không có nền tảng của thập thiện. Nền tảng của thập thiện chính là mấy năm gần đây chúng tôi đề xướng học tập Đệ Tử Quy. Cho nên Đệ Tử Quy là nền tảng của thập thiện. Khi đã có nền tảng Đệ Tử Quy thì tu thập thiện không khó. Cho nên tôi hy vọng các đồng tu phải biết giác ngộ. Bất luận là mới học hay là tu lâu, người tu lâu nhưng công phu không đắc lực, chúng ta học bổ túc Đệ Tử Quy, tự mình nhất định phải thực hiện Đệ Tử Quy cho được 100%. Không cần đi cầu người khác. Người khác có làm được hay không cùng với ta không có liên can. Nhưng ta phải làm được, vậy thì đúng rồi. Có nhiều vị đồng tu đến hỏi tôi, muốn thân cận với một vị thiện tri thức để hết lòng tu học. Chuyện này phải có duyên phận mới được. Có duyên thì gặp, không thể cầu. Học trò gặp được một vị thầy tốt là duyên phận. Vị thầy tốt gặp được một người học trò tốt cũng là duyên phận. Thật tại mà nói, từ xưa đến nay không thể cầu được. Thế nhưng tự chúng ta tu học, nếu muốn được thành tựu, then tốt, then chốt không tại chỗ này. Then chốt là ở nơi chính mình biết cách tu học như thế nào. Đặc biệt là gần đây chúng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm trong phẩm Tịnh Hạnh, Ngài Văn Thù Bồ Tát có khai thị một câu: nếu các Bồ Tát khéo dùng tâm này thì được tất cả thắng diệu công đức. Câu này rất quan trọng.
biết khéo dùng tâm này thì quý vị được thành tựu. Chúng ta hãy xem nhà Nho. Trong sách có ghi chép, năm xưa Khổng Tử còn tại thế, Ngài có 3.000 đệ tử, 72 vị hiền nhân. Trong 3.000 vị học trò có 72 người kiệt xuất, tức là 72 vị hiền nhân. Thế nhưng người thật sự truyền pháp của Khổng Tử không phải họ. Kể cả 72 vị hiền nhân, không có ai, cũng không có ai truyền pháp của Khổng Tử. Vậy ai là người truyền pháp của Khổng Tử? Là Mạnh Tử. Mạnh Tử và Khổng Tử đã cách nhau một đời. Lúc Mạnh Tử ra đời thì Khổng Lão Phu Tử đã qua đời. Lúc đó Mạnh Tử theo học với ai? Ngài rất khéo dùng tâm, Ngài học theo Khổng Tử. Tuy Khổng Tử không còn tại thế, nhưng sách vở của Khổng Tử còn lưu lại. Sách vở của thời đó không như sách vở của chúng ta hiện nay. Lúc đó dùng trúc giảng, tức là viết chữ trên thẻ tre. Mạnh Tử rất hết lòng học tập sách của Khổng Tử. Nếu có chỗ nào không hiểu thì xin thỉnh giáo với học trò của Khổng Tử. Lúc đó vẫn còn có nhiều vị học trò của Khổng Tử còn tại thế, Ngài xin thỉnh giáo với họ. Cho nên người truyền pháp của Khổng Tử là Mạnh Tử, mà không phải là học trò của Khổng Tử. Ở Trung Quốc, Khổng Tử được đại chúng tôn xưng là Chí Thánh, còn Mạnh Tử thì được xưng là Á Thánh. Lúc đó 72 vị hiền nhân của Khổng Lão Phu Tử còn kém hơn Ngài. Đây là nói rõ cái gì? Là khéo học. Quý vị khéo học thì quý vị học được, không nhất định phải theo bên cạnh thầy. Thầy dạy những gì quý vị có thể ghi nhớ, thầy dạy những gì quý vị có thể lý giải. Quý vị lý giải có độ sâu nhất định, sau đó quý vị đem những lời dạy của thầy đều có thể trở thành tư tưởng, kiến giải, hành vi, cuộc sống của mình, thì quý vị đã thành công. Ngày nay chúng ta muốn học Phật, thật tại mà nói, một bộ kinh Vô Lượng Thọ thì có thể làm đại biểu cho toàn bộ Phật pháp. Quý vị phải hiểu rõ sự thật này. Vào thời đại Tùy Đường, các bậc cao tăng nước ngoài, lúc đó có nhiều bậc cao tăng từ Nhật Bản và Hàn Quốc, họ đến Trung Quốc để lưu học. Có lúc, có một lúc họ cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Suốt 49 năm nói rất nhiều kinh điển. Bộ kinh nào quan trọng nhất? Đủ để làm đại biểu cho tất cả kinh mà Phật đã nói suốt 49 năm.
Kết quả sự nghiên cứu của họ, hầu như mọi người đều công nhận bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Lúc đó tôi mới bắt đầu học Phật. Giáo sư Phương Đông Mỹ đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi. Thầy nói với tôi rằng đây là khái luận của kinh Phật, là triết học kinh Phật, là khái luận triết học của kinh Phật. Thầy nói được rất hay. Trên toàn thế giới, hết thảy trong sách triết học, tìm không ra một bộ sách hay như vậy. Trong bộ kinh này có nói lý luận rất viên mãn. Có dạy phương pháp rất tỉ mỉ, đầy đủ. Có lý luận, có phương pháp. Ở phần sau còn có biểu diễn. 53 tham vấn là biểu diễn. Cách thức biên soạn này ở trên thế giới tìm không ra bộ thứ hai. Thầy đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi như vậy. Cho nên thở ban đầu tôi tiếp nhận Phật Pháp, trong quan niệm của tôi xem kinh Phật là triết học kinh Phật. Về sau tôi theo học với Đại sư Chương Gia và Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam, mới từ Phật học chuyển thành học Phật. Cách dạy của Thầy Phương là Phật học. Phật học và học Phật là hai sự việc. Trước kia tôi không biết. Sau khi theo học với Thầy Lý, Thầy Lý mới đem Phật học và học Phật giảng rõ ràng rành mạch cho tôi nghe. Phật học là đem nó coi như là một môn học vấn để nghiên cứu. Không có nghiêm khắc yêu cầu tự mình phải làm cho được. Không có yêu cầu. Cho nên tư tưởng, lời nói, việc nào, việc làm của mình trên thực tế sự ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng học Phật thì khác hẳn. Học Phật là gì? Tức là chúng ta phải hướng theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập. Phải học giống như Ngài vậy. Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu A Di Đà Phật cho chúng ta. Ngài không cần chúng ta học theo Ngài. Ngài bảo chúng ta phải học theo A Di Đà Phật. Thì trong bộ kinh này có nói Ngài tán thán A Di Đà Phật đến chỗ cùng cực. Cái dụng ý này rất là sâu. Ngài tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán chính là đại biểu cho mười phương ba đời tất cả chư Phật tán thán. Phật Phật đều nói như nhau. Tám chữ tán thán này vô cùng thù thắng, không thể nghĩ bàn. Những người học Phật không thể không biết, không thể không nhớ kỹ. Cũng tức là nói mười phương ba đời tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta theo học với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở đâu? Thì ngay ở trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Nếu quý vị thật sự y theo kinh Vô Lượng Thọ mà tu học
thì mục tiêu của quý vị tương lai được thành tựu là Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Hướng theo phương hướng này, hướng theo mục tiêu này mà tiến lên. Nhất định phải y giáo phụng hành. Trong phần trước, Phật chỉ dạy cho chúng ta từ chỗ nào hạ thủ, từ khéo giữ ba nghiệp mà hạ thủ. Trong khéo giữ ba nghiệp thì Phật đem khẩu nghiệp để tại thứ nhất, thân nghiệp để tại thứ hai. Cách sắp xếp này khác với của những kinh luận khác. Trong những kinh luận khác đều đem thân nghiệp để tại thứ nhất, khẩu nghiệp thứ hai, ý nghiệp thứ ba. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp. Còn trong bộ kinh này không nói như vậy. Trong bộ kinh này là nói khẩu, thân, ý. Có dụng ý rất sâu. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, cái khuyết điểm dễ phạm nhất là khẩu nghiệp. Cổ đại nước Trung Quốc giảng dạy cũng rất chú trọng cái gọi là bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Khổng Lão Phu Tử dạy học có bốn khoa. Khoa thứ nhất là đức hạnh, khoa thứ hai là nói năng. Thì quý vị hiểu được Ngài rất chú trọng về khẩu nghiệp cùng với dụng ý của trong kinh Vô Lượng Thọ như nhau. Bậc Thánh Nhân giảng dạy đối với sự nói năng xem rất quan trọng. Kế tiếp là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi của người khác. Trong Đệ Tử Quy có nói, nói lỗi của người khác chính là ác, nói người thiện tức là thiện. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày không thể không kiểm điểm. Nhìn thấy người khác có lỗi lầm không được nói, phải làm sao đây? Sau khi nhìn thấy thì hồi quang phản chiếu, phải phản tỉnh ta có phạm hay không. Hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Có nghĩa là nếu ta có lỗi lầm thì ta lập tức phải sửa. Còn như ta không có lỗi lầm thì ta phải tự khích lệ mình không nên phạm lỗi lầm này. Đây chính là ba người cùng đi tất có thầy ta. Ba người là người nào? Tự mình là một người, ngoài ra một người thiện và một người ác. Người thiện thì chúng ta hướng theo họ học tập. Nhìn thấy người ác, chúng ta tự phải biết sửa đổi lỗi lầm. Con người không thấy được lỗi lầm của mình, nhưng thấy được lỗi lầm của người khác. Người khác là cái gương soi của chúng ta. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì lập tức nghĩ đến ta có hay không. Người tạo tác tội lỗi, họ chính là thiện tri thức của ta. Họ là bạn lành của ta. Tại vì sao? Vì khi ta vừa nhìn thấy thì có thể phản tỉnh, thì ta được lợi ích. Nếu như ta đem lỗi lầm của họ để trong tâm của mình mà thường hay rêu rao khắp nơi thì là quá đổi sai lầm,
thì chính ta đã phạm lỗi lầm rất nặng. Cho nên khẩu nghiệp để tại thứ nhất. Khéo giữ khẩu nghiệp tức là không vọng ngữ. Đây là chân thành của trong Bồ Đề Tâm. Chân thành bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Trong khiêu khích thị phi, có ý hay vô ý, các đồng tu học Phật chúng ta có lẽ có ý thì ít, không bao giờ phạm, còn vô ý chắc chắn là nhiều. Có lúc nói chuyện sai quấy của người khác hay phê bình người khác mà tự mình không biết, đây là lưỡng thiệt. Không ý ngữ, không ác khẩu. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Đây là dạy cho quý vị không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khéo giữ ý nghiệp tức là không tham, không sân, không si, gọi là tu thập thiện nghiệp đạo. Cho nên quý vị muốn tu pháp môn tịnh độ phải bắt đầu tu từ đâu? Bắt đầu tu từ thập thiện nghiệp. Quý vị nên biết, nay chúng ta tu thập thiện nghiệp phải dùng đệ tử quy để nâng đỡ, để giúp đỡ. Hy vọng chúng ta nội trong thời gian một năm cần phải thực hiện được thập thiện nghiệp. Thực hiện thập thiện nghiệp chính là thực hiện đệ tử quy. Chúng ta đối với tu tịnh độ thì đã có nền tảng rồi. Hay nói cách khác, những điều kiện cơ bản chúng ta đã hội đủ. Nếu chúng ta không có nền tảng của thập thiện nghiệp, tức là không có nền tảng của đệ tử quy, muốn cầu sanh tịnh độ thì không phải là chuyện dễ. Trong đoạn kinh văn này vừa mở đầu, thì lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải được rất hay. Chúng tôi xin đọc đoạn chú giải này ra. Chỗ nào quan trọng thì chúng tôi sẽ giải thích, chỗ nào không quan trọng quý vị tự xem thì được rồi. Ngài nói kim phẩm tức là một phẩm này. Luận về phẩm này, các loại nhân hạnh của người vãng sanh hạng phàm phu, sau khi nghe được danh hiệu Phật thì tín nguyện có sâu và cạn, nên phát tâm có lớn hay nhỏ, thì trì tụng có nhiều hay ít. Vì vậy sự tu tập khác nhau, có siêng năng và lười biếng. Đoạn chú giải này rất quan trọng, liên quan đến đời này của chúng ta có được vãng sanh hay không. Cho nên chúng ta phải thường nghĩ xem, tín nguyện của mình có thể đạt đến tiêu chuẩn
để vãng sanh hay không? Có nhiều vị đồng tu niệm Phật, lòng tin của họ lúc có lúc không. Có lúc lòng tin của họ hình như rất kiên cố, nhưng khi gặp phải trắc trở một chút thì lòng tin của họ hoàn toàn mất hết. Họ chịu không nổi sự thử thách, cho nên không được vãng sanh. Bất luận trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng được, nghịch cảnh cũng được, nhưng lòng tin phải kiên cố. Trong kinh Kim Cang có nói: tính tâm thanh tịnh thì sanh thật tướng. Tại trong Tịnh Độ Tông chúng ta có nói: tính tâm thanh tịnh thì được cảm ứng. Không cần cầu cảm ứng, mà cảm ứng tự nhiên hiện tiền. Vì vậy, tĩnh tâm thanh tịnh, tĩnh tâm kiên cố. Quý vị học Phật, học tập, nhất định phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Phải khéo dùng tâm này là điều quan trọng hơn hết. Tại vì sao? Vì trong đời này, vì trong thời đại này, chúng ta, quý vị muốn gặp được một vị thầy tốt không phải là chuyện dễ. Cũng không dễ gì gặp được đồng tham đạo hữu tốt. Muốn tìm một hoàn cảnh lý tưởng để tu hành cũng không phải là chuyện dễ. Đây đều là thuộc về có duyên thì gặp, không thể cầu. Thật sự mà gặp được thì quý vị phải có huệ nhãn. Quý vị phải nhìn cho rõ thì mới có thể y chỉ. Tất cả chư Phật Bồ Tát và các bậc thánh hiền trung ngoại trong thời đại này cũng có nhiều người hủy bán các ngài. Quý vị nghe rồi có động tâm hay không? Chúng ta thân cận với một vị thầy, với một vị thiện tri thức, tôi tin rằng quý vị cũng nghe được có nhiều người hủy bán thầy của quý vị. Như ba vị thầy của tôi, tự tôi đã từng trải qua, chính tai nghe được. Lúc tôi thân cận với thầy Phương, những người hủy bán thầy Phương không ít. Họ thường ở bên cạnh tôi nói xấu thầy. Họ là những người nào? Họ là những người đồng hương, người cùng quê với thầy. Sau khi tôi nghe rồi, có thay đổi lòng tin của tôi hay không? Xin thưa với quý vị, không bao giờ. Nếu tôi thay đổi lòng tin thì sớm đã rời khỏi thầy rồi, thì cái gì cũng học không được. Chúng ta phải có niềm tin. Thì cổ nhân có dạy cho chúng ta: sĩ biệt tam nhật, tức là người học hành cách biệt ba ngày không thấy mặt thì nhìn nhau bằng con mắt khác. Cho dù ba ngày trước họ đã có lỗi lầm, nhưng nay họ đã cải quá, họ biết cải quá thì họ là người thiện. Phật tại trong kinh Bát Đại Nhân Giác có dạy cho chúng ta: không nhớ lỗi cũ, không ghét người ác. Những người đồng hương này, họ nói xấu thầy lúc thầy còn trẻ ở quê nhà. Họ nói thầy đã làm những chuyện bất thiện, làm những việc không có đạo đức. Nay người ta không có lỗi lầm. Lúc tôi theo học với thầy, lúc đó thầy 40 mấy tuổi, tôi không có thấy lỗi lầm của thầy. Thầy rất hết lòng chỉ dạy cho tôi. Tôi rất cảm kích thầy. Các ông là những người phê bình thầy. Các ông gần đây không có gặp mặt thầy, không có tiếp xúc với thầy,
chỉ là nghe đồn trước kia người đồng hương nói, đó là chuyện 20-30 năm về trước. Chúng tôi làm sao tin chuyện này? Làm sao có thể bị họ làm lay động? Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Làm người thiện, làm người tốt không dễ. Từ xưa đến nay, những người hủy báng, những người ganh ghét, những người làm cản trở đặc biệt nhiều. Nếu người sơ học mà không có thiện căn phước đức sâu dày, khi nghe những lời đồn bên ngoài thì đã động tâm, tự mình mất đi lòng tâm, tự mình mất đi lòng tin, không liên can gì với bậc thiện tri thức. Tôi theo học với Đại sư Trương Gia. Địa vị của Đại sư Trương Gia rất cao, danh tiếng lừng lẫy. Rất nhiều vị pháp sư nói với tôi rằng, tại sao theo học với ông ta? Ông ta là hòa thượng chánh trị. Những người nói lời này, họ có gặp qua Đại sư Trương Gia hay không? Không có. Tức là không có tiếp xúc qua. Tôi theo học với thầy Lý 10 năm. Những người quỷ bán thầy Lý thì là quá nhiều. Những người tạo lời sanh sự cũng quá nhiều. Chúng tôi nghe rồi chỉ mỉm cười mà thôi, cũng không cần biện bạch với họ, cũng không cần tranh cãi với họ. Đại sư Ấn Hoàng có dạy, thân cận với bậc thiện tri thức phải có tâm thành kính. Một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì quý vị được 10 phần lợi ích. Đây đều là thuộc về thiện căn dày hay mỏng của chúng ta, là do dụng tâm của chúng ta. Tự chúng ta có được nhiều hay ít, rất nhiều người thân cận với vị thầy tốt như thầy Phương có rất nhiều học trò, Đại sư Trương Gia và thầy Lý cũng có rất nhiều học trò, nhất là thầy Lý. Khổng Lão Phu Tử có 3.000 đệ tử, còn thầy Lý thì có hơn 300.000 đệ tử. Lúc tôi rời khỏi Đại Trung có gần 500.000 đệ tử. Họ theo thầy học Phật, theo thầy niệm Phật, nghe thầy chỉ dạy. Thầy mở lớp giảng dạy truyền thọ phương pháp giảng kinh. Tôi cũng tham dự vào lớp học này. Lớp học giảng kinh của thầy chỉ dạy được 2 năm, có hơn 20 mấy vị, có hơn 20 mấy vị học viên. Tôi là học viên trong lớp dự thính, bởi vì tôi đến sau cùng, sắp xếp theo thứ tự trước sau để dạy, vẫn chưa dạy đến lượt tôi thì tôi đã rời khỏi Đài Trung. Tôi đến chùa Lâm Tế xuất gia. Tôi nghĩ rằng sau khi tôi xuất gia, tôi sẽ trở lại theo thầy học kinh giáo. Đây là nguyên nhân gì? Vì lúc đó tôi chưa xuất gia, mỗi ngày làm việc 8 tiếng, không thể toàn tâm toàn lực mà học tập. Vì vậy sự tiến bộ rất chậm. Sau khi tôi xuất gia, không cần làm việc, tức không có đi làm, mỗi ngày tôi có thể học tập ít nhất 10 tiếng đồng hồ, có lúc học tập 12 tiếng đồng hồ đến 14 tiếng đồng hồ. Lúc đó thầy Lý ở Đài Trung đã giảng dạy 10 năm, tôi học tập 2 năm thì theo kịp các bạn học. Tôi có một phương pháp học tập của tôi. Khéo học là điều quan trọng hơn hết, cho nên quý vị phải biết học tập. Đối với thầy phải biết tôn trọng,
Đối với những bài vở học tập phải biết tôn trọng. Đối với thái độ học tập của mình càng phải biết tôn trọng. Những năm gần đây tôi đã tiếp xúc với nhiều tôn giáo trên thế giới. Tôi cùng với họ kết thành bạn tốt. Ở Tân Gia Ba này có một vị bộ trưởng. Ông đã từng hỏi tôi hai lần: thưa Pháp Sư, Ngài dùng phương pháp gì có thể đem không đồng các tôn giáo đoàn kết lại có được hay không? Phương pháp của tôi không có gì khác, chính là học tập. Tôi học tập Kinh Phật. Tôi cũng học tập Kinh Thánh, tức Tân Cựu Ước Toàn Thư. Tôi cũng học tập Kinh Cổ Lăng. Tôi học tập những bộ kinh này tuyệt đối không phải nói đó là những kinh điển của ngoại đạo. Tôi không có cái ý niệm này. Tôi coi Kinh Thánh và Kinh Cổ Lăng đều xem như là Kinh Vô Lượng Thọ và xem như là Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm vậy, thì tôi mới có thể học được kinh điển của họ. Nếu ở giữa có lằn ranh giới thì quý vị cái gì cũng học không được. Dù quý vị đã học được, nhưng đó chỉ là một ít hiểu biết ngoài da. Tôi nói với họ rằng tôi đọc Kinh Cổ Lăng, tôi là Hồi giáo đồ ngoan đạo nhất. Tôi đọc Kinh Tân Cựu Ước, tôi là Cơ Đốc giáo đạo, Cơ Đốc giáo đồ ngoan đạo nhất. Cho nên tôi có thể giảng kinh của họ. Quý vị đã có nghe qua hai dĩ CD tôi giảng kinh Mai Côi, giảng tại Tân Gia Ba. Đây là bộ kinh Nhật Tụng của Thiên Chúa Giáo. Tôi cũng giảng kinh Cổ Lăng. Những Hồi giáo đồ nghe tôi giảng kinh Cổ Lăng, họ rất vừa ý. Tôi giảng kinh Mai Côi của Thiên Chúa Giáo, kể cả các vị cha xứ của Thiên Chúa Giáo đều tán thán. Thật sự học tập không có ranh giới. Tâm không có phân biệt, không có chấp trước, thì quý vị mới thật sự đạt được sự lợi ích. Nếu tâm quý vị có ranh giới, có phân biệt, có chấp trước, những kinh điển của Bậc Thánh Hiền, cho dù quý vị có học tập, nhưng chỉ được một ít ngoài da, không được thâm nhập, không được thấu triệt. Thật sự mà thấu triệt thì hiểu rõ toàn cả vũ trụ là một pháp, là tâm hiện thức biến. Trong Phật Pháp gọi là bất nhị pháp môn. Dùng lời hiện nay mà nói, Cơ Đốc giáo và Phật giáo là hai. Hai thì không phải Phật Pháp. Phật Pháp là Pháp không hai. Quý vị có hiểu được ý nghĩa này hay không? Kinh Cổ Lăng và Kinh Vô Lượng Thọ là hai. Hai là không phải Phật Pháp. Không hai mới là Phật Pháp. Cho nên quý vị mà hiểu Phật Pháp thì quý vị cái gì cũng hiểu. Quý vị không hiểu Phật Pháp thì cái gì cũng không hiểu. Quý vị phải giác ngộ. Phải nhớ kỹ Phật Pháp là Pháp không hai.
Địa ngục đạo và Phật đạo là hai pháp. Phật pháp là pháp không hai. Cho nên thập pháp giới và nhất chân pháp giới là một pháp, không phải hai pháp. Nhất chân pháp giới ở đâu? Ở tại chỗ này, gọi là không hai. Hai thì không phải Phật pháp. Hai thì quý vị chưa có giác ngộ. Phật là ý nghĩa giác ngộ. Nói không phải Phật pháp tức là nói quý vị vẫn chưa giác ngộ, quý vị vẫn còn đang mê. Người thật sự giác ngộ thì hiểu rõ toàn cả vũ trụ là pháp không hai. Cho nên khế nhập bất nhị pháp môn chính là minh tâm kiến tánh, tức là trong Tịnh Độ Tông nói lý nhất tâm bất loạn. Bây giờ thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ngơi vài phút. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem đoạn thứ nhất trong Tam Bối Vãng Sanh. Phật cáo A Nan: Thập phương thế giới, chư thiên nhân dân, kỳ hữu chí tâm, nguyện sanh Bỉ Quốc, phàm hữu Tam Bối. Tam Bối là lược thuyết, cũng là ý nghĩa của biểu pháp. Bởi vì ở trong cảnh giới phàm phu, ở chỗ này nói cảnh giới phàm phu là bao gồm cả cửu pháp giới cho đến thập pháp giới. Trong giáo pháp Đại Thừa có nói nội phàm và ngoại phàm. Giới hạn của nội ngoại chính là lục đạo. Lục đạo là nội phàm. Ngoài lục đạo, họ chưa có minh tâm kiến tánh, vẫn còn là phàm phu, thì gọi là ngoại phàm. Những phàm phu của ngoài tam giới là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Phật này là của trong thập pháp giới, chưa có minh tâm kiến tánh. Quý vị nhất định phải biết điều này. Nếu là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì Phật này không ở trong thập pháp giới. Họ đã siêu việt rồi, thế nhập nhất chân pháp giới. Ở trong những buổi giảng chúng tôi đã trình bày rất rõ ràng về thập pháp giới. Phật bảo với chúng ta rằng pháp giới vốn là nhất chân. Cho nên nhất là chân, thập thì không phải chân. Nhất chân pháp giới vì sao lại biến thành thập pháp giới? Cái chân tướng sự thật đạo lý này tại trong giáo pháp Đại Thừa có nói rất nhiều. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả pháp này là chỉ cho thập pháp giới, không phải là nhất chân pháp giới. Bởi vì trong nhất chân pháp giới không có tâm tưởng, trong thập pháp giới thì có tâm tưởng. Tâm tưởng càng phức tạp càng nhiều thì càng đọa xuống thấp. Tâm tưởng càng đơn thuần, càng đơn giản thì họ hướng lên cao. Cho nên trong thập pháp giới thì Phật pháp giới sát gần với nhất chân pháp giới. Nó không phải nhất chân pháp giới, nó là sát gần. Còn Bồ Tát pháp giới cũng rất gần, nhưng không gần bằng Phật. Phật rất là từ bi. Ngài nói cho chúng ta biết
là do duyên cớ gì? Bởi vì phiền não tạp khí của phàm phu sâu nặng. Nói tóm lại, Phật đem nó quy nạp thành ba đại loại, tức là phiền não có ba đại loại: kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Kiến giải và tư tưởng đã sai lầm, hoàn toàn trái với chân tướng sự thật, thì gọi là kiến tư phiền não. Thế như trong kiến tư phiền não, đây là nói điều đầu tiên sai lầm thô nhất, đem cái thân thể này cho là ta. Quý vị nghĩ xem, lục đạo chúng sanh, người nào mà không phải xem cái thân thể này cho là ta? Thân thể không phải ta, vậy ta ở đâu? Phật nói đây là kiến giải đầu tiên sai lầm. Quý vị đã nhìn sai, thân không phải ta. Thân không phải ta, vậy thân là gì? Phật nói thân là sở hữu của ta, gọi là ngã sở. Nó không phải ta. Nếu như chúng ta đem cái thân này cho là ta, chúng ta mặc cái áo này, cái áo này, cái áo này không phải ta, cái áo này là sở hữu của ta. Mọi người đều biết cái áo này là sở hữu của ta, cái thân thể này là sở hữu của ta, thì mọi người dễ hiểu. Ngày hôm trước tôi ở Brisbane, tối hôm đó các đồng tu người Việt Nam đến gặp tôi, có khoảng 50 người. Họ nêu ra một số câu hỏi thì tôi giải đáp cho họ. Sau cùng có một vị là nam đồng tu, ông nói với tôi một chuyện. Có một lần ông bị mê man ngã xuống, nằm trên đất, linh hồn xuất khiếu. Người Trung Quốc thì nói linh hồn của ông rời khỏi thân thể của ông. Ông nói nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy thân thể của ông nằm trên đất. Ông rất muốn đỡ thân thể của mình dậy, nhưng đỡ không được. Sau đó ông nhìn thấy có nhiều người đi qua đi lại. Tình hình lúc đó ông nhìn thấy rất rõ ràng, vì ông ở trên cao nhìn xuống, không có gì cản trở. Ông nhìn thấy y tá khiêng ông vào phòng cấp cứu. Các y tá gọi ông: tỉnh dậy, tỉnh dậy. Thì ông lại trở về nhập vào thân thể của ông. Thì ông tỉnh dậy. Ông hỏi tôi, cái chuyện này có tốt hay không? Thì tôi nói với ông, cái chuyện này cũng không có gì là tốt hay không tốt. Thế nhưng đã chứng minh một điều. Chứng minh điều gì? Thân thể không phải là ta. Nếu lúc họ gọi quý vị mà quý vị không để ý đến, quý vị không trở về, thì chúng ta nói đã chết, thì tuyên bố họ đã chết. Nếu quý vị lại trở về, tức là quý vị đã sống lại. Ở Trung Quốc, từ xưa đến nay, có ghi chép những chuyện này rất nhiều. Ở ngoại quốc cũng có. Người ngoại quốc gọi cái tình hình này là sắp lâm vào cõi chết. Tại trong kinh Phật chúng ta cũng đã chứng minh một điều: thân thể không phải là ta, thân thể là sở hữu của ta. Vậy cái gì là ta? Quý vị lìa khỏi cái đó, trong Phật Pháp gọi là thần thức, người thông thường gọi là linh hồn.
Còn nay chúng ta thường gọi là linh tánh. Linh tánh không sanh không diệt, cái đó mới là ta. Đem thân thể này xem là của ta là sai lầm. Quý vị hiểu rõ đạo lý này thì quý vị phải nên biết, đời người khi còn sống, điều thứ nhất đại sự chỉ có người thông minh mới biết được. Nâng cao linh tánh của mình thì phải chú trọng tu dưỡng đạo đức, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Đây chính là nâng cao linh tánh của mình. Cũng có nghĩa là quý vị có thể mang theo được. Trong thế gian này, danh vọng lợi dưỡng là giả, thân thể cũng là giả, cái này càng là giả. Quý vị phải mất nhiều thì giờ, mất nhiều thời gian, đã dùng nhiều tâm huyết, đây là lãng phí. Trong Phật Pháp thường nói, vạn thứ đem không đi, chỉ có nghiệp theo thân. Quý vị có thể mang theo được là nghiệp thiện ác. Nghiệp thiện là nâng cao linh tánh của quý vị, nghiệp ác là khiến cho linh tánh của quý vị đọa lạc. Quý vị phải hiểu đạo lý này, quý vị phải hiểu chân tướng sự thật này. Cho nên ông ta nói ra cảnh giới này, thì tôi nói cái sự thật này với mọi người rằng nâng cao linh tánh rất quan trọng. Ngày nay chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ chính là đem linh tánh của chúng ta nâng lên cao nhất. Tây phương cực lạc thế giới là nhất chân pháp giới, chẳng những là nhất chân pháp giới mà là trong nhất chân pháp giới là pháp giới thù thắng nhất. Chỗ này nói đến ba bậc chính phẩm, đây là nói một cách tổng quát, tức có nghĩa là phẩm vị của người vãng sanh khác nhau. Có phải là chỉ có ba bậc, chỉ có chính phẩm phải không? Không phải. Trong ba bậc còn có ba bậc thì biến thành chính phẩm. Trong chính phẩm, mỗi một phẩm còn có chính phẩm thì 9 × 9 81 phẩm. Trong 81 phẩm, mỗi một phẩm còn có 81 phẩm. Trùng trùng vô tận, vô lượng vô biên. Hay nói cách khác, mỗi một người phẩm vị thứ bậc cũng khác nhau. Thì như tiến sĩ Giang Bản Thắng thí nghiệm nước kết tinh, ông làm công việc này đến năm nay đã có 11 năm. Ông đã thí nghiệm mấy vạn lần, chưa từng thấy qua có hai cái kết tinh giống nhau. Chưa từng thấy qua giống nhau. Ông đem hiện tượng này nói với tôi, thì tôi nói với ông rất đúng, rất chính xác. Cũng như là một người cũng ở chỗ này làm thí nghiệm, đối xử với nước làm thí nghiệm. Chúng ta dùng thiện tâm đối xử với nước thì nó sẽ hiện ra hình ảnh. Chúng ta lại cách một phút sau hoặc là vài giây, chúng ta lại làm một thí nghiệm khác, thì hai cái kết tinh tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao? Vì một niệm trước thiện tâm của chúng ta khác với một niệm sau của thiện tâm. Hình ảnh hiện ra làm sao giống nhau được? Thì quý vị biết đó là gì? Là duy thức sở biến. Chúng sanh trong thập pháp giới chưa có kiến tánh thì nó làm sao giống nhau? Chưa có kiến tánh là dùng vọng tâm. Vọng tâm chính là 8 thức 51 tâm sở. Niệm niệm đều khác nhau.
Không cần nói ta và người khác không giống nhau, niệm trước và niệm sau của chính chúng ta cũng khác nhau. Đây là nói chung. Nếu là chia ra mà nói, ở phần trước chúng tôi nói tính tâm, niệm trước tính tâm và niệm sau tính tâm khác nhau. Niệm trước nguyện tâm và nguyện sau niệm tâm, nguyện tâm cũng khác nhau. Đọc kinh, niệm trước và niệm sau cũng khác nhau. Thì làm sao giống nhau được? Cho nên từ những đạo lý này, chỉ cần quý vị giác ngộ, quý vị hiểu rõ, có cần để trong tâm hay không? Không cần. Hãy để trong tâm chính là chấp trước, chính là phân biệt. Hiểu rõ thì được rồi. Hiểu rõ tức là giác ngộ. Nếu khởi tâm phân biệt chấp trước, đó là vọng tưởng, không phải là giác ngộ, mà gọi là nói về vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng và giác ngộ là hai sự việc. Chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Phẩm vị vãng sanh có khác biệt. Thật tại mà nói, sự khác biệt này cùng với trong kinh Hoa Nghiêm nói, sự khác biệt của 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Hoa Tạng thế giới, lý và hiện tướng hoàn toàn tương đồng. Tại trong kinh Hoa Nghiêm, quý vị đã nghe tôi giảng, trong Hoa Tạng thế giới có 42 bậc giai cấp hay không? 42 bậc là bao gồm cả diệu giác, có hay không? Không thể nói có, cũng không thể nói không. Tại vì sao? Nếu quý vị nói có, những cư dân ở cõi Hoa Tạng, lục căn của họ tiếp xúc cảnh giới lục trần, họ không khởi tâm không động niệm, không khởi tâm không động niệm, đương nhiên không có phân biệt chấp trước, thì làm gì có 42 bậc giai cấp. Không có. Vì sao Phật lại nói có? Vì những người sanh đến cõi Hoa Tạng, tuy ở trong tất cả cảnh giới không khởi tâm không động niệm, nhưng tạp khí của vô thủy vô minh có dày mỏng khác nhau. Nếu nói tường tận thì không phải chỉ có 42, 402, 4.002, 4.002. Tại vì sao? Vì chưa đoạn hết tạp khí của vô thủy vô minh. Tạp khí của mỗi một người cũng khác nhau. Cho nên quý vị hỏi tôi, Tây Phương gọi là thế giới có ba bậc chính phẩm hay không? Tôi xin nói với quý vị, không thể nói có, cũng không thể nói không. Thế nhưng quý vị nên biết, tình huống của cực lạc thế giới khác với cõi nước của mười phương chư Phật. Khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ là tứ độ của cõi cực lạc đều cùng một nơi, còn tứ độ của mười phương thế giới không cùng một nơi. Như hiện nay chúng ta ở Ta Bà thế giới này, Ta Bà thế giới của Thích Ca Mâu Ni Phật có tứ độ hay không? Có. Hiện nay chúng ta biết, chúng ta đang ở trong cõi địa cầu này là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Thế Tôn có thật báo Trang Nghiêm Độ hay không? Có phương tiện hữu dư độ hay không? Có. Dùng lời của các nhà khoa học hiện nay mà nói, không đồng không gian duy thứ, chúng ta không thấy được. Duy thứ cao thì thấy được duy thứ thấp, duy thứ thấp thì không thấy được duy thứ cao. Thế nhưng
ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù là phàm thánh đồng cư độ, cũng được oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, đột phá được thời gian và không gian. Cho nên nó không có không gian duy thứ. Như vậy thì tứ độ tam bối cửu phẩm ở cõi Cực Lạc thể đều cùng chung một nơi. Được Phật lực gia trì. Tuy chưa đoạn tạp khí phiền não, nhưng họ không khởi hiện hành. Cũng tức là nói, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần hầu như không khác gì với Pháp thân Bồ Tát vậy. Chẳng những không có phân biệt chấp trước, kể cả khởi tâm động niệm cũng không có. Cho nên từ tạp khí của kiến tư phiền não, nói nó là phàm thánh đồng cư độ, thật ra đã đoạn kiến tư phiền não. Họ có tạp khí kiến tư. Từ tạp khí của trần sa, nó là phương tiện hữu dư độ. Từ tạp khí của vô minh, nó là thật báo trang nghiêm độ. Thể đều là tạp khí, tuyệt đối không có hiện hành. Cái đạo lý này chúng tôi tại trong kinh Phật đã dụng hết 50-60 năm công phu, chúng tôi mới thật sự ngộ nhập cảnh giới này, thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì lòng tin thanh tịnh, lòng tin kiên cố. Kế tiếp một câu chúng tôi đọc ra, tuy phẩm vị của những người vãng sanh khác nhau rất xa, quý vị hãy xem tiếp. Nhưng khi nói đến cái nhân chủ yếu để vãng sanh, thể đều là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây chính là cương tông của bổn kinh, là then chốt để vãng sanh về Cực Lạc. Mấy câu này rất quan trọng. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Bồ Đề tâm là gì? Quý vị không thể không biết. Trong Quán Kinh có nói, chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm, đây là Bồ Đề tâm. Trong Đại Thừa Khởi Tuấn Luận, Mã Minh Bồ Tát nói cho chúng ta biết trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm. Kinh và luận hợp lại mà xem thì ý nghĩa rất rõ ràng. Trực tâm tức là chí thành tâm, thâm tâm cũng là chí thành tâm. Kinh và luận hoàn toàn tương đồng. Hồi hướng phát nguyện tâm tức là đại bi tâm. Ba cái tâm này chúng tôi lại giải thích cho rõ ràng, không giải thích thì vẫn không dễ hiểu. Vì sao gọi là ba cái tâm? Thật ra tâm chỉ có một cái, làm gì có nhiều như vậy? Chỉ là một cái tâm có thể có dụng, thì có hai cách giảng: chí thành tâm và trực tâm là thể của Bồ Đề tâm. Ngoài ra hai thứ là tác dụng của nó.
tác dụng đối với mình thì gọi là tự thọ dụng, đối với người khác thì gọi là tha thọ dụng. Đối với mình là thâm tâm. Kinh và luận đều nói thâm tâm. Đối với tất cả chúng sanh, đối với vũ trụ vạn vật là đại bi tâm và hồi hướng phát nguyện tâm, đều thuộc về tha thọ dụng. Cho nên quý vị nên biết Bồ Đề Tâm là một tâm, không phải ba tâm. Nói ba tâm vì một tâm này, vì một tâm này có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Nhà Phật nói ba tâm thì rõ ràng hơn nhà Nho. Nhà Nho chỉ nói hai tâm, thành ý và chánh tâm. Thành ý là thể của Bồ Đề Tâm, chánh tâm là dụng của Bồ Đề Tâm. Họ đem tự thọ dụng và tha thọ dụng hợp lại là chánh tâm. Còn Phật thì đem tác dụng chia làm tự thọ dụng và tha thọ dụng. Cho nên nhà Phật nói ba tâm, nhà Nho thì nói hai tâm. Trong nội dung của hai tâm và ba tâm là tương đồng. Hiện tại quý vị đối với vấn đề này, thật sự thâm tâm là gì? Không dễ hiểu. Cổ nhân có giải thích nhưng cũng không dễ hiểu. Cho nên chúng tôi vì muốn giải thích cho dễ hiểu thì tôi dùng đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ để giải thích cho mọi người dễ hiểu. Cái gì là thâm tâm? Thâm tâm chính là trong đề kinh nói thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là thâm tâm. Cho nên nay tôi giảng Bồ Đề Tâm, tôi giảng có 5 cái tâm. Như vậy thì càng rõ ràng, càng dễ hiểu. Tôi nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tôi nói 10 chữ này thì mọi người dễ hiểu. Tâm chân thành là thể của chân tâm. Tám chữ phía sau là tác dụng. Trong tác dụng, trong tác dụng có ba tâm là tự thọ dụng, một tâm là tha thọ dụng, tâm thanh tịnh là tự thọ dụng, tâm bình đẳng là tự thọ dụng, tâm chánh giác là tự thọ dụng, tâm từ bi là tha thọ dụng. Tức là đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật phải có đại từ, phải có tâm đại từ, đại bi. Mấy năm gần đây chúng tôi đã làm nhiều công việc trong văn hóa đa nguyên. Công việc quan trọng nhất trong văn hóa đa nguyên là lòng thương, tức là trong Phật pháp nói từ bi. Vì sao quý vị không có tâm từ bi? Vì sao quý vị không thể thông cảm với người khác? Vì sao không thể tha thứ người khác? Vì sao không thể thương yêu người khác? Nguyên nhân ở tại đâu? Vì quý vị không biết thương mình. Con người mà không biết thương mình thì họ làm sao biết thương người? Cái gì gọi là thương mình? Quý vị nên biết, tâm của quý vị vốn là chân, vốn là thiện, vốn là thành. Chân tức là không giả dối. Chân thì không giả, thành thì không dối. Quý vị phải giữ gìn tâm chân thành của quý vị, mở rộng tâm chân thành của quý vị thì gọi là thương mình. Tại sao ta giả dối đối với mọi người? Tại sao ta phải lừa gạt tất cả chúng sanh? Vì ta không biết thương mình. Con người không biết thương mình thì làm sao biết thương vạn vật, thì làm sao biết thương chúng sanh?
Quý vị phải hiểu đạo lý này. Thương mình như thế nào? Tự mình phải biết. Quý vị tu tâm thanh tịnh là tự thương mình. Quý vị tu tâm bình đẳng là tự thương mình. Quý vị tu tâm chánh giác là tự thương mình. Vào tháng 4 năm nay, Cục Tôn giáo Quốc gia của Trung Quốc muốn tổ chức một cuộc hội đàm gọi là Phật giáo Thế giới Luận Đàn. Họ cũng đã mời tôi tham dự. Chủ đề của diễn đàn này là Thế giới hài hòa từ tâm bắt đầu. Chủ đề này rất hay, thật sự đã nắm được trung tâm. Phần dưới có một phụ đề: tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Câu này là ở trong kinh Phật. Tâm an thì chúng sanh an, tâm bình thì thiên hạ bình. Nói được rất hay. Ba câu này chính là thâm tâm. Làm thế nào mới được thanh tịnh? Phải tu tâm thanh tịnh. Mới thật sự là thương mình. Làm thế nào mới được tâm bình? Phải tu tâm bình đẳng. Làm thế nào mới được tâm an? Tâm giác ngộ thì an, mê thì không an. Quý vị hãy xem công án nhị tổ của Thiền Tông. Trong Thiền Tông Trung Quốc nói Ngài Huệ Khả lúc gặp Tổ Đạt Ma. Lúc đó mùa đông tuyết vừa rơi, Ngài đứng ở ngoài cửa, tuyết ngập đến đầu gối. Tổ Đạt Ma cũng không để ý đến Ngài. Ngài liền chặt đứt cánh tay, dâng cánh tay cúng dường cho Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma nhìn thấy như vậy, biết Ngài tỏ ra thành ý, hỏi Ngài: ngươi muốn cầu việc gì? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Tâm con không an, cầu đại sư vì con an tâm. Tổ Đạt Ma đưa tay ra: ngươi đem tâm ra đây, ta sẽ an cho ngươi. Câu này đã đánh thức Ngài. Vừa nghe xong thì Ngài liền hồi quang phản chiếu. Tìm tâm không thấy được, Ngài liền trả lời: con tìm mãi không thấy tâm ở đâu. Tổ Đạt Ma nói: ta đã vì ngươi an tâm rồi. Ngay lúc đó Ngài đột nhiên giác ngộ. Giác ngộ thì an tâm, mê thì không an, giác thì an. Quý vị hãy xem mấy câu phụ đề này, chính là trong kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, tâm bình thì thiên hạ bình, giác thì an. Tâm an thì chúng sanh an. Đây gọi là gì? Là thương mình. Quý vị phải luôn luôn giữ gìn tâm thanh tịnh, tâm giác ngộ, tâm bình đẳng của quý vị thì gọi là biết thương mình. Biết thương mình sau đó mới có thể thương người khác. Thương người khác tức là từ bi, là đại từ đại bi. Từ bi là lòng thương bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Lòng thương bình đẳng thì gọi là từ bi. Nếu có thứ bậc có khác biệt thì không gọi là từ bi. Tức là tâm của quý vị có phân biệt, có chấp trước, đó là lòng thương của chúng sanh trong lục đạo luân hồi.
có tình yêu, có tình cảm. Chứ tình này là có phân biệt chấp trước. Lòng thương đó không tương ứng. Đây là nói Bồ Đề Tâm. Nếu dùng lời hiện nay mà nói Bồ Đề Tâm, xin đơn giản nói với quý vị, chính là thương mình, thương người. Đây chính là Bồ Đề Tâm. Nếu quý vị không biết thương mình thì quý vị không thể thương người. Người thật sự thương người nhất định là thương mình. Người thật sự thương mình nhất định là thương người. Nói thương người, đối tượng là tất cả vạn vật khắp pháp giới, hư không giới. Không phải chỉ có hữu tình chúng sanh, mà là bao gồm cả vô tình chúng sanh. Thương người, thương tất cả động vật, thương tất cả sinh vật, thương cả núi sông đất đai, tức là thương cả khoáng vật. Lòng thương rộng lớn, không có cách nào đo lường được. Lòng thương khắp pháp giới hư không giới, tức là từ bi khắp pháp giới. Thiện ý trọn ta bà, đây là phát Bồ Đề Tâm. Cái tâm này là chân tâm. Cái tâm này là tâm của A Di Đà Phật, là bản tánh chân tâm của chính chúng ta. Quý vị phải đem cái tâm này phát ra. Khi quý vị đã có cái tâm này, muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật thì là quá dễ dàng. Phải nhất hướng chuyên niệm, nhất là một phương hướng, một mục tiêu, thì gọi là nhất hướng chuyên niệm, là không được xen tạp. Xen tạp thì sao? Thì quý vị phân tâm. Cầu quyết định vãng sanh, câu này là tổng cương lĩnh của toàn bộ kinh. Tổng cương lĩnh là nguyên tắc chỉ đạo chung của sự tu hành, cũng tức là nguyên tắc chỉ đạo toàn cả sự tu học của Tịnh Độ Tông. Quý vị không thể không biết. Bắt đầu sự tu học nhất định là phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Đến lúc nào thì quý vị mới có thể học thêm những pháp môn kinh điển khác. Giác ngộ rồi thì có thể học thêm. Vì sao giác ngộ rồi thì có thể học thêm? Bởi vì quý vị đã giác ngộ thì tâm không còn phân biệt, không còn chấp trước. Không phân biệt, không chấp trước thì tất cả pháp là một pháp. Một pháp là tất cả pháp. Như vậy thì mới được. Nếu quý vị vẫn còn phân biệt chấp trước thì không được. Khi quý vị vừa tiếp xúc thì là rối loạn. Thì quý vị đã mê. Thì như trong thế gian này, hết thảy tất cả tôn giáo là một không phải hai. Khi quý vị tiếp xúc thì không có vấn đề. Hết thảy tất cả kinh điển là một không phải hai, cũng không có vấn đề. Dù có xem nhiều đi nữa cũng là xem kinh Vô Lượng Thọ. Xem kinh Vô Lượng Thọ chính là xem tất cả kinh. Thậm chí xem kinh Vô Lượng Thọ cũng như xem tất cả kinh điển của hết thảy tôn giáo trong thế gian. Xem tất cả kinh điển của hết thảy tôn giáo cũng như xem kinh Vô Lượng Thọ thì có thể được. Nếu không đạt đến cảnh giới này thì không được. Quý vị vẫn phải thâm nhập một môn mà tu học. Cho nên có nhiều người
họ hỏi tôi, Nho giáo và Phật giáo khác nhau, thế gian và xuất thế gian khác nhau. Chúng ta phải học tập như thế nào? Lúc bắt đầu học tập nhất định phải giữ quy củ, phải nghe thầy chỉ dạy. Do giới được định, do định khai huệ. Sau khi khai huệ thì là sống, thì là hoạt bát sống động. Vạn pháp quy nhất thì là sống. Lúc quý vị chưa quy nhất thì không được. Quý vị phải y theo quy củ mà tu học. Cho nên phát tâm rất quan trọng. Có thể phát được cái tâm này hay không? Không phải dễ. Nếu phát được cái tâm này thì quý vị không phải là phàm phu. Quý vị xem trong Kinh Hoa Nghiêm, Sơ Trụ Bồ Tát là phát tâm trụ. Hễ phát được Bồ Đề Tâm thì quý vị siêu việt thập pháp giới. Đây tức là nói rõ Phật pháp giới của trong thập pháp giới, vị Phật đó vì sao không phải chân Phật? Tuy họ có phát Bồ Đề Tâm nhưng vẫn chưa đủ, không đủ tiêu chuẩn. Vì sao không đủ tiêu chuẩn? Vì khi lục căn tiếp xúc, cảnh giới lục trần vẫn còn khởi tâm động niệm. Tuy họ không có phân biệt, không có chấp trước, nhưng họ vẫn còn khởi tâm động niệm. Đây chính là không đủ tiêu chuẩn. Cái gì là đủ tiêu chuẩn? Quý vị nên biết, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, không khởi tâm, không động niệm, chỉ cần họ đạt đến tiêu chuẩn này thì họ lập tức siêu việt thập pháp giới, thì họ khế nhập phát tâm trụ, chứng Sơ Trụ Bồ Tát, tức là pháp thân đại sĩ, hướng lên trên. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần cũng không khởi tâm, không động niệm, cho nên gọi là pháp giới bình đẳng. Khởi tâm động niệm thì không bình đẳng. Không khởi tâm, không động niệm mới là thật bình đẳng. Cho nên không phân biệt, không chấp trước thì khá lắm rồi, cũng gọi là bình đẳng. Thế nhưng khởi tâm động niệm là tạp khí, tạp khí chưa đoạn. Nhất định phải đoạn hết những tạp khí của phân biệt chấp trước. Nói thì dễ, nhưng khế nhập cảnh giới thì là rất khó. Cho nên chúng ta trong đời này mà được vãng sanh về tịnh độ thật là vô cùng may mắn, đới nghiệp vãng sanh. Kế tiếp, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta rằng ba bậc vãng sanh là phân loại cho hạng phàm phu chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện hạnh công đức, đây là khuôn phép cầu vãng sanh của chúng ta. Chúng ta phải nhớ kỹ bốn chữ này: nguyện hạnh công đức. Quý vị phải có nguyện vọng kiên cố,
Chúng ta sống trong đời này cái gì cũng không cầu, dù phước báo của cõi trời nhân gian không thể có cái ý niệm này. Phải buông bỏ hết tất cả thân tâm thế giới. Nếu có một điều không buông bỏ được thì quý vị không được vãng sanh, tức là quý vị vẫn còn lưu luyến cái thế gian này. Dù hoàn cảnh của cõi trời nhân gian có tốt đi nữa, cũng có thể buông xả, cũng không có lưu luyến chút nào, thì quý vị mới được vãng sanh. Không được có tham luyến, không được có sân giận, không được có mê hoặc điên đảo. Tham luyến sân giận mê hoặc chính là tham sân si. Không được có tham sân si. Trong cuộc sống hàng ngày, sự thế đối người tiếp vật, bao gồm cuộc sống của mình, phải đoạn ác, phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Phải có khả năng phân biệt thiện và ác rõ ràng, phải biết nâng cao linh tánh của mình thì gọi là thiện. Nếu khiến cho linh tánh của mình đọa lạc thì là ác. Giúp đỡ người khác nâng cao là thiện. Làm cho người khác đọa lạc là ác. Tự mình phải làm tấm gương tốt cho người khác xem, đây là thiện. Tự mình mà làm tấm gương bất thiện cho người khác xem thì là ác. Đúng như là sai một hào ly cách xa ngàn dặm. Phải học như thế nào? Nghĩa là phải đọc sách. Nhất định phải đọc sách thánh hiền. Nói đến chỗ này, có nhiều vị đồng tu đến tìm tôi. Có người hy vọng cùng với tôi tu tịnh độ. Cũng có người rất hy vọng cùng với tôi học tập Kinh Hoa Nghiêm. Thật sự có tâm muốn học tập thì xin quý vị phải nhớ kỹ điều này. Theo bên cạnh thầy chưa chắc có thành tựu. Như Mạnh Phu Tử học sách của Khổng Tử, Ngài không ở bên cạnh mà Ngài đã học được thành công. Ngài học còn giỏi hơn 72 vị hiền nhân theo bên cạnh của Khổng Tử. Cho nên khéo dùng tâm này, câu này rất quan trọng. Dùng tâm gì? Dùng Bồ Đề tâm. Dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Quý vị phải dùng cái tâm này, tức là tu hạnh Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là gì? Là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Chỉ cần quý vị thật sự y theo 29 này, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm mà tương ứng với 20 chữ này, thì chúng ta là thật sự đồng tham đạo hữu. Không nhất định ở bên cạnh thầy, không nhất định ở chung một nơi, không nhất định sống chung với nhau. Quý vị ai nấy đều được thành tựu, thật sự có được thành tựu. Nếu không làm được 20 chữ này, dù mỗi ngày ở bên cạnh tôi cũng không thể thành tựu. Quý vị phải hiểu, phải rõ ràng, phải minh bạch. Phương hướng mục tiêu của chúng ta
không thể đi sai. Cơ duyên rất hiếm có. Đây là trong kinh luận thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người đáng quý nhất chính là nghe được Phật pháp. Nghe rồi mà hiểu rõ, hiểu rồi quý vị thực hành. Quý vị mà thực hành được, đem những đạo lý trong kinh điển trở thành tư tưởng kiến giải của mình, và đem những lời giáo huấn trong kinh điển trở thành hành vi cuộc sống của mình, thì quý vị là người thật sự học Phật. Chư Phật đều khen ngợi quý vị, Long Thiên Thiện Thần đều phù hộ quý vị. Như vậy khiến cho chúng ta cảm thấy rất là vui mừng. Cho nên tính, nguyện, hạnh, đây là ba điều kiện để vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ở chỗ này nói nguyện hạnh công đức đương nhiên bao gồm tính. Nếu không có tính thì làm sao có nguyện, thì làm sao có hạnh. Chúng ta phải tin. Tên của Di Đà, chúng ta phải nguyện. Nguyện của Di Đà, đem 48 nguyện trong kinh nói trở thành nguyện vọng của chính mình. Hạnh là hạnh của Di Đà, khi đã có đủ công phu tính nguyện hạnh, công phu đắc lực thì gọi là công đức. Phía sau mấy câu là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ khích lệ chúng ta. Đây là quỷ phạm cầu vãng sanh của chúng ta. Quỷ là quỷ đạo, phạm là mô phạm. Nếu thật sự chí thành cầu vãng sanh, quý vị thật sự chí thành cầu vãng sanh thì phải tuân theo lời dạy trong kinh. Quý vị không y giáo phụng hành mà muốn cầu vãng sanh, đó chỉ là tùy tiện nói mà thôi, chứ không phải thật. Phải như tấm gương sáng luôn luôn soi mình, sửa đổi lỗi lầm. Mấy câu này rất quan trọng. Như tấm gương sáng soi mình, kinh điển giống như tấm gương sáng. Mỗi ngày đọc kinh tức là mỗi ngày soi mình. Mỗi đọc một biến thì phải suy nghĩ kỹ, những lời trong kinh dạy ta có làm được hay chưa. Những lời trong kinh nói ta có phạm lỗi lầm hay không. Mỗi ngày đọc kinh tức là mỗi ngày tự mình soi mình, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm mà tuân theo tiêu chuẩn trong kinh dạy để sửa đổi lỗi lầm thì gọi là chân học Phật. Còn như quý vị nghiên cứu trong kinh văn, câu này phải giảng như thế nào, xem các đại đức từ xưa đến nay giảng kinh, vị đại đức này giảng như thế nào, vị đại đức kia là giảng như thế nào, so sánh xem vị nào giảng hay. Đây gọi là Phật học, không phải là học Phật. Còn cùng với nâng cao cảnh giới của mình không có liên quan, quý vị không nên hiểu lầm.
học Phật mới được thành Phật, còn nghiên cứu Phật học vẫn còn là hạng phàm phu, không thể thành Phật. Quý vị không thể không biết đạo lý này. Kế tiếp là nhắc nhở chúng ta, cái pháp môn này tại trong Phật pháp gọi là dị hành đạo. Chúng ta muôn ngàn trở nên hiểu lầm, cái đạo này rất dễ hành. Như vậy thì quý vị đã hiểu lầm rồi. Nói dị hành đạo là so sánh với 84,000 pháp môn mà nói. Trong 84,000 pháp môn thì pháp môn này là dị hành đạo. Ngoài ra 83,999 pháp môn khác chúng ta gọi nó là nan hành đạo. Tại vì sao? Vì nó phải đoạn phiền não. Đoạn phiền não đối với chúng ta mà nói thật là quá khó. Quý vị không đoạn tập khí phiền não thì quý vị không được vãng sanh. Này, chúng ta tu pháp môn này chưa đoạn tập khí phiền não mà cũng được vãng sanh. Cho nên so sánh mà nói thì pháp môn này dễ tu hơn nhiều, cho nên gọi là dị hành đạo. Nhưng tối thiểu quý vị phải hội đủ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, phải hội đủ thập thiện nghiệp đạo, hội đủ thập thiện nghiệp đạo thì chắc chắn hội đủ đệ tử quy. Thập thiện nghiệp đạo đã bao gồm đệ tử quy. Thập thiện nghiệp đạo thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, xử thế đối người tiếp vật chính là đệ tử quy. Cho nên nó là một, không phải hai. Chúng ta phải hiểu rõ minh bạch điều này. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.